Con thưa thầy, thầy cho phép con hỏi, nghề nghiệp có phải là nhân quả không? À, các con nghe cái ở trong Bát Chánh Đạo đó, thì nó có cái chánh nghiệp. Cái chánh nghiệp là cái nghề chân chánh đấy con. Cho nên vì vậy mà có sáu cái nghề mà Đức Phật cấm không cho chúng ta hành những cái nghề đó. Mà cái nghề là tức là cái hành động làm cái việc đó để kiếm tiền sống. Nhưng mà cái nghề đó mà làm kiếm tiền bằng cách là tham lam, bằng cách là ác pháp, bằng cách làm đau khổ cho người khác để cho mình có được tiền á, thì cái nghề đó là không phải là cái chánh nghiệp. À, cho nên ở đây con hỏi á, thầy cho phép con hỏi nghề nghiệp có phải là nhân quả không? Nhân quả đó nó là nhân, con làm cái nghề ác bây giờ làm nghề ăn trộm thì mình lấy cái của người ta, đó là cái hành động ăn trộm. Bây giờ thầy làm cái nghề lương thiện chứ gì, à, thầy làm một cái điều nó không làm khổ mình của người, cái nghề đó nó vừa nuôi sống thầy mà nó vừa lợi ích cho người khác, thì cái đó là cái nghề nghiệp tốt, nghề nghiệp thiện, tức là cái nghiệp thiện nó thuộc về nhân quả. Nghĩa là nói trong thân của chúng ta mà hoạt động một cái gì là có nhân quả hết, không có gì. Chúng ta ngồi im như vậy thì nó không nhân quả, thanh thản nó không nhân quả chứ. Ngồi im mà cái đầu nghĩ và bậy cái nó cũng là nhân quả trong đó rồi. Cho nên chúng ta động dụng gì nó cũng có nhân quả hết, đừng động dụng nó thôi. Tức là nó đừng có hành, mà hãy nó hành mà nó vô minh thì nó là ác pháp, mà nó hành mà nó minh thì nó là thiện pháp thôi. Các con hiểu chưa? Cho nên nói về cái thân của chúng ta mà nói về nhân quả thì nó là thân nhân quả rồi. Cho nên hãy động dụng một cái là nó có nhân có quả liền. À, bây giờ con hỏi về nghề nghiệp, để ví dụ cho con một cái vài cái nghề nghiệp như thầy nói, cái nghề ăn trộm, nghề đi lấy của, nghề cướp giật người ta, đó là cái hành động làm cho người khác đau khổ. Bây giờ thầy nói cái nghề nữa, cái nghề như cái nghề mà một cái nghề như cái nghề mà cái người mà cảnh sát họ đứng họ gác đường, bắt đầu bây giờ có người đó họ họ chạy xe họ lạng lách hoặc là họ không có đúng cái luật lệ giao thông, họ thiếu đạo đức giao thông, mà cái ông cảnh sát này đã thổi quét đứng lại cái ông kia, ông đưa cái luồng tiền, thì cái ông này nó cái nghề nghiệp xấu chứ đâu có nghề nghiệp tốt, ăn lỗ rồi. Thay vì phải phạt cái người này, thay vì cái người này để như vậy nó họ sẽ gây tai nạn giao thông, chết khổ lầm của người của mình, không biết bao nhiêu cái chuyện đó. Cho nên vì vậy mà người cảnh sát này phải cảnh giác, phải không nhận tiền ông này, mà ông này lỗi về luật lệ giao thông thì phạt liền tức khắc để chừa cái tật này, thì vậy thì người ta mới ớn chứ. Còn không, ông có chỉ cần có đưa tiền ông ra, ông đút túi ông cái rồi cứ đi, thì như vậy là có tiền là có thể. Vì vậy mà ông này chạy lạng nữa, mình có tiền do đó mà gây ra những đau khổ cho người ta. Đó là cái nghề làm cảnh sát, là cái nghề đó không tốt, mà cái nghề của người cảnh sát hoàn toàn không ăn lo hối lộ. À, như vậy đó thì cái nghề cảnh sát đó là nghề tốt, nó cái nghề mà đem một vài cái ví dụ để con thấy cái nghề. Bây giờ thầy nói cái nghề tốt, cái ông bác sĩ là cái nghề rất tốt, nhưng mà ổng khi mà người ta có tiền thì ổng mới trị, còn không tiền á, ổng bây giờ không có tiền thì ổng để bệnh nhân nó chết mỏ thôi, thì ông bác sĩ đó là cái nghề đó không có. Các con thấy một ông thầy giáo cũng vậy, cho bài học trò rồi thì phải kiểm coi nó có copy với nhau không, mà này ngồi ở trên đó là cái tờ báo coi, thì như vậy là ông thầy có trách nhiệm hết trách nhiệm, thì ông thầy đó cũng là cái nghề nghiệp làm thầy mà xấu. Các con thấy cái xấu không, cái ác pháp không, trách nhiệm của mình làm không hết đó. Là một cái ông giám đốc mà ổng lừa công nhân của ổng, nghĩa là ổng bắt người ta làm cái giờ đó để mà ổng ăn thêm, hoặc là ổng bớt đi cái số lương của công nhân để ổng lợi hưởng. Mỗi người công nhân ổng chỉ lợi hưởng ổng chỉ 1 đồng 2 đồng thôi, mà 1.000 2.000 thì bao nhiêu cái tiền của người công nhân, thay vì ổng phải trả cho đúng cái sức lao động của người ta. Thì cái ông giám đốc đó, cái nghề mà làm giám đốc đó nó không lương thiện, tức là cái nghề đó không chính nghiệp, tức là cái nghề nhân quả đó nó xấu. Đó là một cái dạy ví dụ. Cho nên vì vậy mà khi nói về nhân quả, các con nói về nghề nghiệp rất hay, nó thành cái đạo đức nghề nghiệp mấy con. Bởi vì mình nêu cái nghề đó, cái hành động đó ác thì phải có cái hành động thiện rồi. Cho nên các con nghe tại sao mà thầy viết về đạo đức con người không? Đạo đức con người thì nói qua nhân quả chứ có cái gì khác hơn. Mà nói đạo đức nghề nghiệp thì tức là nói về cái nghề nghiệp người ta sống, để người ta làm ra tiền người ta sống. Nhưng mà trong cái nghề nghiệp đó nó tốt, cái nghề nghiệp thì tốt, nhưng mà con người hành cái nghề nghiệp đó xấu, là tại vì người ta tham lam, người ta do cái lòng tham lam muốn cho mình được nhiều, cho nên người ta mới hành động đó mà bóc lột kẻ khác, làm hại người khác để đem lại cái sự lợi nhuận cho nhiều cho mình, đó là xấu. Cũng như bây giờ cái người buôn bán, mấy con thấy họ buôn bán, nhưng mà thay vì họ bán thì họ phải kiếm lời, nhưng mà không được cắt cổ người ta, mà không được đo thiếu, không được cân non, không được đo thiếu, mà thì mấy con cân non đo thiếu mà hàng xấu thấy người ta bơ bơ không biết là nói hàng hàng tốt bán cho được tiền, do đó là những người hành cái nghề buôn bán rất xấu, cái nghề nghiệp đó nó có cái nhân quả ác của nó. Cho nên đồng tiền mà làm ra đó thì trong gia đình đó thì có những đứa con nó sẽ dái đồng tiền nó phá sản, cho nên cũng khó mà làm giàu, hoặc là một cái trận hỏa hoạn nó thiêu sạch nó cũng không để, bởi vì những người đó là những người xấu.
cái nhân thì phải quả chứ. Mình cướp giật bằng mồ hôi nước mắt của người khác, bằng lừa đảo người ta như vậy, cái nghề nghiệp của mình lừa đảo như vậy, thì cái đồng tiền của mình sẽ giữ không được. Một là con cái ở trong nhà của mình nó sẽ phá, nó sẽ trộm cắp, nó sẽ lấy, nó đi chơi, hoặc là kia nó trở thành những đứa con hư thân mất nước, nó xài tiền cha mẹ nó như vậy. Còn không có thì quả quạng, không không thì lũ lụt nó xảy ra cho chúng ta, hoặc là những người trong gia đình chúng ta có một người đau tầm trệ, hoặc là xảy ra để bao nhiêu tiền của chúng ta đem nhà thương bị dẫn hết. Đó là những cái đồng tiền làm ra cái nghề nghiệp, cái hành động đó thì ác, cho nên nhân quả đó nó phải trả. Bây giờ mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa, có người nào hỏi? À con hỏi con bạch thầy là thầy nói con hiểu thêm về cái chỗ là nghề nghiệp này. Con nghĩ là bây giờ ví dụ người ta thường nói là sinh nghề cũng nghiệp, tức là mình làm cái nghề này thì khi mình chết mình trẻ con cũng nghiệp như đấy. Ví dụ như là cái nghề y là cái nghề thiện, nhưng mà nếu như mà hành động của mình thiện thì mình cái nghiệp của mình sẽ được thiện, nhưng mà cũng là nghề y là nghề thiện, nhưng mà hành động của mình không thiện thì nó sẽ sinh ra quả ác. Nhưng mà trước kia thì con chưa hiểu về nhân quả lắm, thì con chỉ nghe chung chung người ta nói là nhân nào quả đấy, làm nghề gì thì hưởng cái nghiệp đấy, thì con chỉ hiểu như thế. Cho nên là con nghĩ rằng là tức là cái nghề y của con là trước ấy, là con làm người ta gãy chân gãy tay, người ta đau đớn nhiều quá, nên bây giờ con phải sinh ra để làm cái nghề bác sĩ để mà chữa chạy cho người ta. Thì con chỉ hiểu đơn giản như thế, cho nên con bảo nếu mà phải chữa chạy thì bây giờ tức là mình phải cứ trước mình làm như thế, thì bây giờ mình chữa chạy người ta thì mình phải trả cho người ta cái quả ấy, thì mình phải chăm sóc người ta. Con chỉ hiểu đơn giản như thế. Thì thầy giảng với con là có phải là cái nghề này tức là cái nghiệp của cái trước của con, hoặc là hay là cái nghề này thì sinh ra cái mặt tới này thì chúng ta lại giảng lại của đấy. À, về nhân quả của nghề nghiệp là thật sự ra mỗi người có cái nghề nghiệp để mà sống đó, thì nó cũng có cái nhân duyên của nó. Mà nếu mà con không quân cái nghề của con mà làm thầy thuốc đó, thì đời nay thì con không thích học y đâu. Con phải có quân đó, quân cái tâm của mình. À, bây giờ nó ví dụ như như con đó, con đã gieo cái nhân rồi đó. Con hồi nãy con có nói thầy đó là ước gì mình có đủ khả năng mình học cho nó thật cao, để khi mà đủ khả năng của mình đó, để cho mình trước khi những cái người mà đau khổ đó mình sẽ trị bệnh, mình đi giúp đỡ an ủi. Cũng như bây giờ con làm bác sĩ, trước kia con trước cái đời trước con cái nhân trước đời trước con có ước nguyện là con đứng trước cái cảnh cha mẹ mình chết, đau bệnh mình chết, ước gì mà mình phải là bác sĩ, chắc mình không để cha mẹ mình khổ đau như thế. Nhưng không ngờ cái ước nguyện của mình mà từ cái tâm mình, cái ý của mình mà mình ước nguyện nó thành cái nhân thôi, mà sau này nó thành cái quả là con trở thành bác sĩ. Thôi không? Ước gì mình là bác sĩ giỏi đi, để cho cha mẹ mình nó đâu có khổ như thế này. Vì vậy mà nhờ người khác trị mình không có tin tưởng, mà chỉ chính bản thân mình làm sao mình trị bệnh cho cha mẹ mình ước thôi. Nhưng mà không ngờ cái ước nguyện đó là cái nhân để tạo cho mình bác sĩ. Chứ không phải là con hồi trước là con chặt chân chặt tay ai đó, bây giờ con phải làm bác sĩ. Thì như vậy là cái người mà chặt chân giỏi đó chắc họ cũng là bác sĩ hết đó. Không có đâu, cái nhân đó không phải đâu con. Mà chính cái ước nguyện trước cái cảnh đau khổ của những người bệnh đau, trước cái cảnh đó mình ước làm sao mình làm được bác sĩ để mình cứu. Hoặc là mình đến bệnh viện mình thấy trời ơi người ta nằm bệnh đau vậy, hoặc là trước cái cảnh mà chết chóc như thế nào đó mà không có thuốc thang, không có bác sĩ đó, mình ước liền. Thì do đó mà đời nay đó nó có cái duyên đó mà nó thúc đẩy mình, nó đi tới để mình làm một năm thầy thuốc. Cho nên nó phải có cái sự ước muốn đó nó mới trở thành cái nghề. Chứ bây giờ mà nếu bây giờ chẳng hạn là bây giờ cha mẹ thầy xem thầy ra muốn thầy làm bác sĩ, mà thầy học thầy không có ưa cái chuyện này, thầy không thích, cuối cùng thầy trở thành kỹ sư phụ cấm. Thầy không thích. Cho nên vì vậy mà cái thứ nhất là thầy thi rớt là thầy bất mãn. Một lần mà không đậu, cha mẹ thì muốn cho mình đi học bác sĩ đi, nhưng bắt buộc mình phải vô thi. Rồi mình thi mà nó không may mắn gì hết, nó rớt mình. Rồi ông bà bắt mình lần nữa, giá năm nữa để mà thi, nó cũng rớt luôn. Trời đất ơi, bây giờ còn cái mặt mũi nào mà đi nữa. Thành ra thôi đủ rồi. Đó là một cái nhân quả mấy con. Từ cái nhân quả nó có nhiều cái nhân quả lắm. Cho nên vì vậy mà con nghĩ cái kiểu con thì sai, không có đúng nhân quả. Nó chỉ cái duyên, cái nhân quả của cái nghề y. Mà trong tất cả các ngành thì cái ngành y cũng là cái ngành cũng như đem lại cái nguồn mà giảm bớt sự đau khổ của người khác. Thì cái nghề y rất là cao đẹp, chứ không phải là không cao đẹp. Cũng như cái ngành giáo mà dạy học rất là cao đẹp, nhưng mà giáo dục cho trẻ con, giáo dục cho người sao nó có được cái đạo đức, có được cái đạo đức thì cái ngành giáo nó rất là tuyệt vời.
chứ dạy mà học trò mà nó trở thành là nó vô côn vô cán, đi ra đánh lộn đánh đạo thì cô giáo thầy giáo đó cũng chết được. Họ bị dạy học trò gì mà nó giữ không giữ thì không được đó. Thì cho nên trong cái ngành mà nào đi nữa nó cũng đều có cái nhân quả của nó đã gieo đó. Cho nên mình chọn nghề đó, con thấy khi mà học sinh nó tốt nghiệp lớp 12 ra, nó đi lên đại học, nó học, nó chọn cái ngành đó. Cho nên có cái thằng tham tiền tự nó chọn cái ngành như là cái ngành thương mại, cái ngành gì để mà nó kinh doanh, nó làm giàu đó. Nó chọn những cái nghề mà làm tiền. Còn mấy đứa mà nó chọn những cái nghề có đạo đức thì nó chọn cái nghề khác nhiều lắm đó. Ở cuộc đời nó nhiều, do cái tâm niệm, do cái sở thích người ta chọn. Có nhiều người người ta lại thích vẽ làm họa sĩ, có nhiều người thì lại thích làm cái chuyện khác. Cho nên vì vậy nó nên có nhiều người đi học họa sĩ, có nhiều người họ thấy họ thích viết văn quá thì coi như họ đi học, họ đi viết văn, họ đi làm báo, họ làm phóng viên. Con thấy đó là cái sở thích của họ. Còn những người không thích. Cho nên trên cái cuộc đời của chúng ta luôn luôn lúc nào nó cũng nhân quả. Ngay trong cái hiện tại chúng ta ước muốn cái gì, coi chừng cái nhân của chúng ta đã gieo rồi đó. Mình thích đi tu, coi chừng cái thích của mình rồi kiếp sau rồi đi tu à, chứ không có chạy đâu. Cho nên trong cái thích của mình, con thấy mình thích nhiều. Tôi thích làm bác sĩ nè, mà tôi cũng thích tu nè, cũng thích vô chùa, cũng thấy thanh tịnh nè, tôi cũng thích. Cho nên bây giờ mình con làm bác sĩ, con thích vô cũng vô chùa. Tại cái nhân đó nó có gieo trong cái đầu, nó nhân mà, không quả. Mà nhân là cái ý của chúng ta rồi. Vậy. Cho nên mấy con ngày hôm nay mấy con ngồi đây tu là đều có cái nhân tu hết, mấy con cái nhân muốn tu đó. Trong đời kia thì mấy con chưa có tu gì hết, nhưng mà tôi muốn, tôi thấy cái ông thầy cũng đi khất thực thì tôi muốn làm dễ quá. Tôi muốn làm gì được vậy, nhưng mà tôi chưa có đủ duyên tôi làm thôi. Nhưng mà ở cái đời này vô cái bắt đầu kém riết là vô bây giờ ôm bác đi xin không, mấy con thật thật mà hồi nào tới giờ mấy con cứ nghĩ là mấy con cư sĩ mấy con ôm bác đi xin bao giờ, mà bây giờ nó tại vì cái ước muốn của mấy con trong đời trước có gieo đó, đời nay thì mấy con đến một lúc mấy con ôm bác đi xin thật vậy. Bây giờ dù muốn dù không mấy con cũng ôm bác đi xin chứ không có chạy đâu con. Đó là cái nhân thì phải có cái quả rồi, cái nhân thì nó có cái kết quả của nó. Con hỏi gì con? Làm nghề nghiệp của người đó thì là nhân quả của họ. Ví dụ như có một người đó thì họ đã học xong nhưng thực phẩm thì cái nhân quả của họ phải là làm cô giáo, nhưng mà cuối cùng thì họ không làm cô giáo nhưng họ phải thiết thì có cả những quả này. Họ muốn, nhưng mà cái thầy nói cái nhân mà cái duyên nó phải đủ mà. Ví dụ như cái nhân của mình muốn á thì nó gieo cái nhân đó rồi thì mình phải học sư phạm thì không chạy đâu hết. Nhưng mà cái duyên nó có đủ để mà làm cô giáo hay là thầy giáo không, cái này nó còn họ đòi hỏi chứ. Mà nếu mà nó không đủ kể như nó chết ngang á, nó thành ra nó cũng chưa làm cô giáo mà nó chết queo rồi. Có ai không? Nó học rồi ra trường xe đụng chết queo, nó chưa làm. Mà nếu mà nó có sống đi nữa mà cái nó là cái nhân nó không đủ á thì nó lại không làm cô giáo con. Có thằng bạn mày làm cô giáo tiền ít chết ra. Không có được đâu. Tao chỉ cho mày làm cái nghề này sống còn sướng hơn. Cái thằng này nó nghe đúng rồi, bởi vì nó hồi đó nó có gieo những cái nhân đó. Cho nên nó gặp cái thằng bạn này hướng dẫn, thế nó đi vào cái nghề khác. Thành ra nó làm, nó mục đích của nó học là ra làm cô giáo rồi đó. Nhưng mà coi chừng nó sẽ cái nhân đó nó sẽ có một chút xíu rồi, nó không có đủ duyên để làm thành hình. Nó nhân quả mà con biết, nó có nhân có quả mà trong cái đời con, trong cái đời quá khứ con gieo cái nhân nhiều cái nhân đó. Rồi cái nhân đó nó có đủ duyên hay là không đủ duyên, nó sẽ chết đi, tức là cái nhân là cái hạt rồi. Không biết. Thì nó sẽ thành cái quả hay không thành. Mà nếu cái hạt nó bị tiêu đó thì nó đi qua một cái nhân quả khác, nó không còn ở đó. Thành ra tại sao mà tôi học làm cô giáo mà giờ tôi trở thành luật sư hoặc là tôi trở thành bác sĩ đi, đó là cái nhân quả của nó. Mà cái duyên nó đủ ở trên cái ngành nghề đó, nó sẽ làm cái ngành nghề đó, nó là cái nhân quả. Cái nhân quả kia nó chỉ gieo thôi. Bây giờ ví dụ như trong khi cái đời trước con chỉ ước muốn tu thôi, nhưng mà con cũng không tha thiết lắm, nhưng mà ước muốn nó cũng thành cái nhân, nhưng mà cái nhân nó lép. Còn giờ tôi muốn tu mà tôi cũng cố gắng tôi làm, tôi ở nhà chứ tôi chưa vô chùa tôi tu, thì là tôi đã cố gắng tôi làm rồi, tôi cố gắng tôi làm. Cho nên cái duyên nó có cái cố gắng nó làm, nó thực hiện ra cái quả rồi. Cho nên đời trước nó chỉ vậy, mà đời nay nó không bỏ cái này đâu, nó không bỏ cái quả nữa. Cho nên nó muốn tu cái nó đủ duyên nó đi đến cho nó có tu được rồi. Còn hồi đó nó chỉ ước muốn thôi mà nó chưa có thực hiện, thì lúc bây giờ cái ước muốn nó khi nó tăng lên đó, nó cũng có cái duyên gặp được cái pháp, nó ý theo cái quả của nó gặp. Nhưng mà vì nó không có tập tu cho nên nó ngày đó nó bị cái công chuyện khác, cái gì khác nó bẻ nó đi, nó không có cho nó tu, coi như nó trớt quớt. Cái ý muốn này có nhưng mà nó bị cái duyên nó không đủ đó, duyên hợp nó không đủ.
cho nên nó không tu được. Cũng như bây giờ con muốn tu, trong khi mà con sanh lên con muốn tu mà cái duyên con không đủ, cha mẹ người này kia cấm mà con không quyết định được, thôi cha mẹ thôi bảo sao thôi mình làm vậy thôi. Thì do đó bây giờ con theo cái duyên đó mà con đi vào làm cô giáo thì con không đi tu được, thì cái duyên tu nó mất. Rồi làm cô giáo rồi bắt đầu bây giờ lập gia đình nè, có con có cái, thôi bây giờ hết rồi, cuộc đời tu tôi tiêu rồi. Không có người vừa có cái nhân đã gieo cái tu, nhưng mà sau khi mà tu thì nó không thành, cái duyên tu không được. Còn nó đi tẹt qua cái góc độ khác, nó đưa được cái nhân quả, nó trói buộc qua một cái góc độ khác, cái duyên nó qua được. Thành ra cái nhân quả mà mấy con nói bây giờ đứng trong nhân quả thì trả lời sao cũng được hết. Rồi con